Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. CDC Hà Nam bất ngờ hủy gói thầu hơn 43 tỷ đồng với công ty Việt Á. Có hay không việc có tật giật mình? Không cho các địa phương tự quyết, chính phủ yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tập trung dịp Tết. Tiếp tục ghi nhận thêm 16.500 ca mắc, không biết đến khi nào mới hết dịch. Hà Nội, số ca mắc tăng cực cao nhưng chỉ có 1,2% F0 diễn biến nặng. Liệu có thể hy vọng về giấc mơ miễn dịch cộng đồng hay không? Thành phố Áo tuyển điệp viên tìm người chưa tiêm vaccine COVID-19 để xử lý. Thưa quý vị, một động thái rất bất ngờ được phát đi từ phía CDC tỉnh Hà Nam. Ông Trương Mạnh Sức, Giám đốc CDC Hà Nam đã thông tin tới truyền thông. CDC Hà Nam đã hủy gói thầu mua sinh phẩm y tế trị giá hơn 43 tỷ đồng với công ty Việt Á cách đây vài ngày. Đây là quyết định có phần đường đột và có phần nhạy cảm trong thời điểm này. Qua tìm hiểu được biết, gói thầu này được Giám đốc CDC Hà Nam ký vào thời điểm 7 ngày trước khi lãnh đạo công ty Việt Á bị bắt. Bởi vậy mà dư luận nhiều người đã đặt ra nghi vấn, phải chăng CDC Hà Nam đang có tật giật mình? Tại sao lại bất ngờ hủy thầu trong khi địa phương đang rất cần các sinh phẩm y tế phục vụ công tác chống dịch? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin rất nóng khác về dịch COVID-19. Tiếp tục ghi nhận thêm 16.500 ca mắc, không biết đến khi nào mới hết dịch. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố 16.555 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh thành, tăng 206 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 10.938 ca cộng đồng. Hà Nội ngày thứ 3 dẫn đầu về số ca nhiễm với 1.646 ca. Hai địa phương xếp ngay sau là Cà Mau 1.193 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 979 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.752 ca mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 210 ca không qua khỏi. Trung bình số ca không qua khỏi ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca. Hôm nay tròn 240 ngày của đợt dịch thứ tư, lần đầu tiên tính theo ngày ghi nhận số ca nặng vượt 8.000 ca, số bệnh nhân thở máy xâm lấn vượt 1.000 ca. Tổng số bệnh nhân nặng đang điều trị là 8.187 ca. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, số ca mắc tăng cực cao nhưng chỉ có 1,2% F0 diễn biến nặng. Liệu có thể hy vọng về giấc mơ miễn dịch cộng đồng hay không? Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.646 ca bệnh COVID-19 mới, tăng 207 ca, trong đó có 483 ca cộng đồng. Hà Nội là địa phương duy nhất ghi nhận số ca mắc trên 1.000 ca trong ngày. Bệnh nhân phân bố tại 306 phường, xã, thị trấn thuộc 29 trên 30 quận, huyện, thị xã. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, thành phố có 32.044 ca, trong đó có 11.639 ca ngoài cộng đồng. Đáng chú ý, hai ngày liên tiếp, Hà Nội đều có số ca mắc cao nhất cả nước. Tính trung bình 7 ngày qua, thành phố cũng đã lên vị trí thứ 3, xếp sau Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 1.011 ca mắc mỗi ngày. Số ca mắc tăng cao phần nào mang đến lo ngại cho người dân sống trên địa bàn Hà Nội về những hậu quả của dịch đã xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực trạng điều trị cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tính đến hết ngày 20 tháng 12, Hà Nội hiện có tổng cộng 14.333 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó 5.061 người được theo dõi tại nhà, 4.436 trường hợp ở khu cách ly và 4.836 ca tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Đáng chú ý, số lượng bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội diễn biến nặng hoặc nguy kịch hiện nay là 180 trường hợp, chiếm khoảng 1,2% tổng số ca mắc đang điều trị. Dù khả năng không cao, tuy nhiên đây cũng là tín hiệu tích cực để người dân có thể đặt kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng khi COVID-19 trở thành một căn bệnh đặc hữu. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Không cho các địa phương tự quyết, chính phủ yêu cầu dừng tất cả hoạt động tập trung dịp Tết. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các bản tin gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu dịch trên địa bàn được kiểm soát ở cấp độ 2 thì sẽ cho tổ chức các hoạt động mừng năm mới bình thường, khiến không ít người dân bày tỏ sự ái ngại. Tuy nhiên, gần như chắc chắn điều này sẽ không xảy ra khi mới đây, đích thân Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý. Yêu cầu trên được Thủ tướng đưa ra trong bối cảnh Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên toàn quốc.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca nhiễm và chuyển nặng, tử vong vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Trước đó, ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế đề nghị chính phủ xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. CDC Hà Nam bất ngờ hủy gói thầu hơn 43 tỷ đồng với công ty Việt Á, có hay không việc có tật giật mình? Ông Trương Mạnh Sức, Giám đốc CDC Hà Nam hôm nay thông tin với truyền thông, CDC Hà Nam đã hủy gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 hơn 43 tỷ đồng với liên danh 3 công ty Thái Sơn, Việt Á, Đức Minh cách đây vài ngày. Lý do là bên đối tác không đáp ứng được điều kiện. Việc hủy thầu liên quan đến vấn đề tiến độ, chuyên môn, chứ không phải là những lý do nào khác mà dư luận đang đồn thổi. Trước đó qua tìm hiểu, truyền thông xác định, quyết định phê duyệt trúng thầu cho liên danh 3 công ty Thái Sơn, Việt Á, Đức Minh được CDC Hà Nam ký chỉ hơn một tuần trước khi giám đốc công ty Việt Á bị bắt. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, khi hàng loạt CDC đứng trước nghi vấn nhúng chàm thì quyết định hủy thầu được đưa ra. Phải nói rằng, đây là một thời điểm vô cùng nhạy cảm với các CDC và các đơn vị y tế. Nhất cử nhất động cũng sẽ bị truyền thông và dư luận để ý, và bất cứ động thái bất thường nào cũng sẽ bị nghi ngờ liên quan đến tiêu cực. Giám đốc CDC Hà Nam cũng chia sẻ rõ hơn về quyết định bất ngờ hủy thầu rằng, trong quyết định trên, không phải chỉ có công ty Việt Á mà thêm một số công ty khác nữa. Tuy nhiên, việc này chúng tôi đã hủy, không làm được. Hủy được mấy hôm rồi. Lý do hủy là bên đối tác không đáp ứng được điều kiện. Kit test trong quyết định này khoảng 300.000 đồng một kit, kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Thành phố Áo tuyển điệp viên tìm kiếm người chưa tiêm vaccine COVID-19 để xử lý. Thành phố Linz ở Áo đang tuyển dụng đội ngũ nhân viên có nhiệm vụ chuyên tìm và phạt những người không chịu tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, vai trò của các nhân viên làm việc cho thành phố Linz là sẽ viết phiếu phạt, xử lý các khiếu nại và áp dụng các biện pháp với những người không chịu nộp phạt vì không tiêm vaccine COVID-19. Thông tin quảng cáo mô tả rằng công việc sẽ phù hợp với những người cảm thấy thoải mái khi làm việc liên quan tới luật pháp và thủ tục hành chính. Ứng viên trúng tuyển sẽ được trả mức lương tối thiểu là 3.126 đô la Mỹ một tháng. Điều kiện cho vị trí này là phải kiên nhẫn và sẵn sàng làm việc thêm giờ, phải có chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Ứng viên nữ sẽ được ưu tiên hơn nam. Linz hiện là thành phố 200.000 dân, có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trên toàn nước Áo với khoảng 63% dân đã tiêm đủ liều. Từ tháng 2 năm 2022, công dân Áo chưa được tiêm vaccine COVID-19 sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 3.600 euro, tương đương với 4.000 đô la Mỹ. Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên ban lệnh tiêm chủng bắt buộc toàn dân. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!